ơi, hiệp 4 nha anh em. Nếu như video này em mà lên được trong đêm ngày 19 này thì nó là hiệp 4 ha. Rồi số điện thoại em lên lô này là áo 65 rần ri. Số điện thoại của shop là 0911 337 139 nha anh em. Rồi, like hiệp 4 này em lên áo 65 rần ri nha anh em. Con này á thì cái tem nó bị xù lông thôi. À, mình phất đi nha, chữ thì vẫn còn ngon lành. Con này size lát à, lát sọc, lát là 80 kg, 80 đến 90 kg, sọc là cao dưới 1m7, dài áo 79 nha anh em. Đấy, nói chung con này đều màu, con này đây là thân này đều màu ha, dây nhựa, cổ nhựa, dây chạc trên dưới đều còn. Con này tầm được 95% nữa. Có được 95 nữa không biết. Ở đây nó có một cái kim băng. Em sẽ lấy cái kim băng này ra này. Cái dòng này đời sau này cho nên không có V nha em. Ở chỗ này cái ông này ông cắt trá cái V chứ đâu phải là không có V đâu. Con này là có V này. Ông cắt cái V này, ông chân lại bằng cái đường chỉ này. Coi như là lính có cái này lùm thùm cắt bớt bỏ đi. Chắc cho nên là cái phát minh của ông này sau này á, hầu hết M65 đời sau này, càng gần sau này đời chung là không có cái V này nữa. Ở đây nó hơi dơ và cũ một chút nha em. Ông này tân tiến quá. Hai bên đều trọc như vậy hết anh em. Gọn gàng, đỡ vướng mắc. Con này là đồ mới còn 95%. 600.000 mã số 40, em đo chiều dài phát nha. 600.000 mã 40. Dài áo 78, chất vải ngang lì nha anh em. Chất vải ngang lì ha. 600.000 mã 40. 600.000 em nói anh em hôm rồi cái lô mà ngày sinh nhật em sale cho anh em, thông thường con áo lũng rách bán giá 650 đến 600. Nhưng bây giờ con này nó lũng rách đây. Nó phải ra được một vết lũng mới được bán giá này chứ. Có một cái vết lũng nhỏ ti ti đây này. Một vết lũng nhỏ ti ti nha. Chốt em 600 mã 40. Tiếp con này dây đồng cổ đồng nha em. Con này đẹp quá. Con này thân đồng cổ đồng. Thân đồng cổ đồng mà màu này là hơi bị định nha. Hôm giờ toàn cái màu mà lúc luốc. Mà chất vải con này mềm mại mà đẹp lắm này. Thân đồng cổ nhựa không phải thân đồng cổ đồng. Trên này có cái dập gì. Con này lắp reo lơ. Bằng size con kia là 80 đến 90 kg. Và cao 1m7 đến 1m74. Đời 85. Áo này tương đối là mới 97-98% e. Dài áo 83. Chất vải ngang và lì nha em. Em dòm cái chất vải, cho em dòm màu xanh này. À, đẹp không? Đẹp trai vô cùng. Cái đầu vào ha, con này ngon luôn á. Dây trên dây dưới đầy đủ này. Cái V của nó ngon lành luôn nha em. Con này mới 97%. Sao con này thì bằng con kia trời. Con này dây đồng, con kia dây nhựa. Lại lũng. Rồi con này chốt cho em 700.000 mã 41. 700.000 mã 41 nha anh em. Em bật lên cho anh em xem nha. Cái đồ mới và chất vải con này rất là mềm mại và đẹp. Rất là đẹp, mềm mại luôn. Thân đồng cổ nhựa 97%, không có lầm lỗi gì hết. Chốt cho em 700.000 mã 41. Rồi tiếp một con này thân nhựa, cổ nhựa. Con này medium reeler 70 đến 80 kg, cao 1m7 đến 1m74.
cái cổ nó hơi dơ một chút này anh em, cổ hơi dơ một chút à. Mẹ làm mẹ ơi hết cổ rồi, hết cổ. Con cuộn nó đó. Cái này hết rồi. Dài 82 à. Cái này hết rồi. Dài 82 ở đây anh em về may có một cái tem cờ dán này dán vào đây nha. Áo này cùng chất vải ngang lì. Dây trên, dây dưới còn. Bà con này tầm con này 95-96% thôi, 95-96%. Không, con bắt một con dạy chơi thôi, bắt một con một dây. Bắt chơi thôi. 96% nha anh em, 96%. Chỉ có bị cái túi này thôi này. Ngay cái túi này nó bị xuống một chút màu thôi. Còn tất cả là đều đầy gốc này. Hả? Rồi con này là 600.000 mã 42. 600.000 mã 42 nha anh em. Meruma, bữa hôm lát là ngày sinh nhật em mới bán sale cho anh em 600 mà giờ con này. Medium 600, con này cho 95% thôi nha. 600.000. Mã 42 ạ. Tiếp con rần ri, con này thân đồng cổ đồng luôn này. Thân đồng cổ đồng luôn này anh em. Con này cũng mới. Nhưng mà cái tem nó hơi bị sờn một chút. Áo thì mới mà tem hơi sờn một chút à. Cái cổ của nó này, cổ hơi dơ một chút. Áo thì đẹp lắm. Dài áo 81, áo ngoài rất là đẹp nha. Chất vải rất là mềm, xanh ngát. Dây trên còn, dây dưới mất rồi. Cái ống tay là có vết gấp này nghe này. Có vết gấp này, có ngăn đôi xong này. Nhưng mà con này đang còn mới lắm. Nhìn nó mới lắm. Ở ống tay chỗ này nó cũng có một vết dơ này. Có một vết chấm nhẹ nhẹ thôi. Ngăn đôi xong nha. Nhưng áo rất là sáng sủa luôn. Con này em sẽ bán là khoan để em coi ở nãy dài bao nhiêu ta. Con này là medium 70-80 kg. 70-80 kg anh em. Dài áo 82 medium regular. Medium regular 70-80 kg và cao 1m7-1m74. Tốt em, con này 700.000. Thân đồng cổ đồng á. Em bán nhiều khi bán chập chập để anh em được hưởng nha. Chứ còn mà bán thật quá là anh em không hưởng được đâu. Nói bán mất mát, có những con nó vô lý đúng không à. Nhưng mà kể ai gặp may, ai có lộc thì thích vừa cái size của mình. Có nghĩa là mình mua lộc được con đấy. Còn nói mà nói chi ly của từng con thì con này là cái dây kéo là 500.000. Còn cái áo còn ngon lành như thế này có 200.000. Thì anh em nghĩ sao? Em bán không chụp mới là lạ. 700.000 nha anh em. 700.000 mã 43. Rồi tiếp con này là thân nhựa cổ nhựa. Con này là lát sọc mới. Lát là 80-90 kg, sọc là cao dưới 1m7 à. Dài áo 79. Dài áo 79, con này có một tem US Army đây nha. Tem riêng đi theo áo nè. Con này là dây dưới còn, dây trên nó mất tiêu rồi, nó tụt vào đây nha anh em. Con này cũng đang còn mới nha. Con này tầm 96%. 96% ở đây dơ một chút anh em giặt giùm em cái rồi. 96%. Rồi, ok, đều màu hết anh em. Dây nhựa cổ nhựa ha. Tem trắng thì đang còn rất là tem trong rất là còn đẹp. Có một cái tem nữa chứ. Rồi, ai chốt con này chốt cho em là 650 mã 44. 650.000 mã 44. Tiếp một con thân đồng cổ đồng này. Con này là biệt kích nha. Con này anh em nào biết sưu tầm con này không ta?
con này còn gọi là biệt kích chứ không phải là M65 rần ri đâu ạ. Biệt kích con có nghĩa là biệt kích kaki, biệt kích 68 nó khác. Cái gì mà em cãi vậy? Tem trắng này. Con này đời tâm mốt Silas Railer. Áo còn rất là mới nha anh em. Anh em nhìn thấy hai loại này nó khác nhau mà. Em cho anh em xem cái con dây đồng luôn này. Anh em nhìn có phân biệt được không ta? Nó khác nhau luôn à. Nếu như nói rần ri với rần ri thì thực sự anh em nhìn giờ chỉ có chất vải anh em mới biết được thôi. Nhưng mà cái bông của nó thì nó giống như nhau. Nó hơi gần giống như nhau. Anh em nhìn thấy á, nó chỉ khác màu đậm đậm hơn chút thôi. Nó khác. Nhưng mà nó là thực sự khác. Em giăng cái áo lên cho anh em thấy nha. Anh em nhìn thiệt kỹ giùm em này. Em nhìn thấy cái bệt nó khác nhau mà. Khác không anh em? Khác không à? Rồi. Ở trong thì nó như vậy nha anh em. Cái con này rất là mát nha anh em. Cái dòng biệt kích này nó mát lắm này. Biệt kích này á, thực sự anh em mà sành điệu mới phân biệt được là biệt kích thôi. Còn mà bình thường á, nếu như nói bình thường phân biệt con này biệt kích được hơi bị le kèn ấy. Dây trên dây dưới đầy đủ nha anh em. Đầu khóa của nó này, chất vải của nó thì nó là chất vải chân chim. Cái dòng như dòng chất vải chân chim. Chất vải hàng xưa đấy, mới. Con này là 97-98% luôn này. 97% thôi. Con đừng ngắt rồi. Con đừng ngắt rồi nha anh em. Anh em nào mà thực sự biết sưu tầm của thằng biệt kích. Biệt kích này có hai loại này. Biệt kích này là biệt kích. Biệt kích này là biệt kích caro nha anh em. Biệt kích này là biệt kích caro này. Con này là kaki này. Rồi. Con này vì salad cho nên em cũng sẽ bán rẻ cái con biệt kích đó là 5 triệu đô. Con biệt kích caro đó 5 triệu đô anh em ạ. Con này em sẽ bán rẻ cho anh em 1,5 triệu. Ai chốt con này chốt cho em 1,5 triệu nha. 1,5 triệu. Mã 48. Rồi tiếp một con M65 rần ri nha anh em. Cái dây kéo này nó hơi rít chút về cả cái sáp nến mà. Thân đồng cổ nhựa nha anh em. Thân đồng cổ nhựa. Cái tem thì nó hơi mờ một chút rồi. Tem hơi mờ nhưng áo thì hơi bị đỉnh nha. Áo thì đang rất là đẹp. Bây giờ em đo chiều dài của áo là 80 là railer. Anh em dòm cái chất liệu của vải này. Áo còn rất là đẹp luôn ấy. Cái tay cầm của cái mũ thì nó bị bể mất tiêu rồi. Cái tay cầm á, tay cầm nó bị gãy này. Đó. Trên này có một US lụa nha anh em. Áo thì đang còn đẹp. Rất là đẹp luôn là khác. Ở đây có một vết dơ này. Rất là đẹp là khác anh em. Dây trên, dây dưới đầy đủ hết. Ông tay trên này có ông tem nữa nha. Đây, ông tay là vô tư. Đẹp, chất liệu vải mịn và lì. Mềm và đẹp. Ở đây chỉ có một vết dơ ở đây thôi.
Vết dơ này, ba vết dơ ở trước anh em. Này 700 ngàn, giờ con này thì bán rẻ, bán con này. Con này là hồi nãy 80, dài 80. Dài 80 là cao 1m7 trở lên rồi đó. 70 đến 80 kg, cao 1m7 trở lên anh em. Chốt cho em con này 700 ngàn. Mã 49. 95-96%. Rồi ai chốt giùm em con đó nha. Chứ một con thân nhựa, cổ nhựa. Thân nhựa, cổ nhựa nha anh em. Con này lát rêu lơ 80-90kg và cao 1m7-1m74. Cổ nó đã qua sử dụng cho nên có vết nha anh em. Có mũ ở trong em khỏi phải lấy ra nha. Dài áo 84. Đây có vết gỡ tem này. Áo còn đẹp quá. Dây dưới còn, dây trên còn luôn. Con này là có V ở trong anh em. Có V la ở trong nha. Con này là bị, cái này là bao giật ra này. Như chim nó ỉa trên cái cổ này thôi, chứ không phải gì hết. Nha anh em, mấy cái vết này nữa nè, nó rớt từ trên này xuống. Ông này đứng canh tường, chim nó ỉa từ trên cao xuống. 650 mã 47. 650.000 mã 47. Con này độ mới cùng 96%. 650.000 mã 47 nha anh em. Size lát 80-90kg mới vừa. Tiếp con này là thường thân đồng cổ đồng là màu này này. Màu mốc. Màu này gọi là màu mốc. Nhìn nó cũ lắm nhưng mà áo rất là mềm mại và đẹp. Cái tem của nó này anh em này. Nó hơi xù lông á. Con này size lát sọc 80-90kg và cao dưới 1m7 anh em. Dài áo 77 thôi. Nhìn cái màu mốc này là không có chút cảm tình nào nhưng mà bẩn là nghiến nha. Nó y chang như 100 cô tông á. Bẩn nó mềm mại nha anh em. Ở đây nó lủng một phát trên vai thì anh em có thể may một cái tem vào đây. Đó, nó nằm ngay cầu vai là nằm ngay trên vai mình ấy. Cổ tay ok, bo biệt đầy đủ hết nha. Rồi con này cũng 95% luôn. 600.000 mã 46. 600.000 mã 46 nha anh em. 600.000 mã 46. Nhớ lưu ý giùm em, nó là màu luốc. Màu luốc. Tiếp một con này thân nhựa, cổ nhựa luôn nha anh em. Con này có 3-4 cái tem này. 3 cái tem. Con này lát lông 80-90kg và cao 1m74 trở lên. Tức là anh em nào cao 1m8 80kg, 1m9, 80kg vô tư hết. Dài 85 nha anh em. Anh em nào cao 1m9 80kg, 70kg là vừa hết. Có cái tem này hơi bị đẹp luôn. Tem này lên áo dây trên còn, dây dưới còn. Con này cũng là màu mốc nha. Màu anh em nhìn thấy cái màu xám này, màu mốc mốc không? Em có báo giá đâu anh. 95% đồ mới. Đằng sau đều màu đẹp hết nè. Con này 600.000 mã 45. 600.000 có cái cặp tem này là được còn 500 nữa thôi này. Một con áo 65 lành lạnh như vậy mà còn có 100.000 là thành có 500.000 ha. Đây 50 nữa, đây là một quân y. Vậy thì con áo này còn, ôi dồi ôi, nhiều thế. Em nghe anh ơi. Đây nhiều thế, đây 100, 200, cho 200 tổng cộng đi. Thì con áo này 600 ngàn, còn có 400 ngàn nữa thôi. Bây giờ em gỡ cái dàn tem này ra, em bán cho anh em 200 ngàn vô tư. Giờ con áo này có 400 ngàn nữa, ai mà không chốt con này nữa thì... có lẽ mua M65 không có nổi được nữa này. Cái giá này là gọi là giá vừa bán vừa tặng và vừa cho. Bán và tặng là hai, còn cho là khác. Cho là lấy có phần ở trong luôn đấy. Rồi tiếp một con này dây nhựa.
thân nhựa của nhựa, con này bạc màu nha anh em. À, thân đồng của nhựa. Áo thì bạc màu mà tem thì đang còn mới kén. Con này lát rêu lơ tem trắng này anh em. 80 đến 90 kg và cao 1m7 đến 1m74. Con này là hỏng có đời. Con này hàng dân dụng anh em ơi. Con này hàng của dân dụng của Mỹ nhưng mà dân dụng không phải của quân đội ha. Thân đồng cổ đồng. Hèn đi nhìn cái vải nó bị bọc bạc. Con này vải dài 84. Áo cùng chất vải thử ngang giống như thằng của Mỹ quân đội á, nhưng mà chất liệu của nó không ngon bằng. Ở đây nó bị dơ một chút nha anh em. Đấy, đầu vào thì ngon lành nha, dây trên dây dưới đầy đủ hết nè. Áo này cũng còn được 94%. Nhưng mà con áo rất là hăng, nhưng mà chất liệu của nó thì như thế này hết đáp nha. Trời ơi, ba đi mua gì ăn rồi, chờ mẹ chút đi. Chỗ này nó bị dơ dơ một chút ở bên tay trái nha nha. Trời, chúc ba đi mua cho mẹ lái xong rồi ba đi mua. Dạ, rồi, đằng sau, đằng trước bên tay phải nha anh em. Ở đây nó, ở đây nó bị dơ một chút xíu này, đừng có bấm bậy. Bị dơ một chút xíu thôi anh em ạ. 39 đâu, người ta chốt rồi. Rồi, con này em sẽ bán với giá là 600.000 mã 50. Của Mỹ anh em hay xách tay từ bên Mỹ về là như thế này này anh em. Hàng này đấy. Rồi 600.000 mã 20. À 50. Mã 50 ha. Tiếp một con này cuối cùng. Thân nhựa cổ nhựa nha anh em. Thân nhựa cổ nhựa. Con này là lát rêu lơ 80 đến 90 kg. Cao 1m7 đến 1m74. Dài áo 82. Em mê nhất là mấy cái con M65 Rần Ri này, cái chất liệu của nó này rất là lì và vải thử ngang. Rồi, con này thì xanh đều màu, xanh nâu nhiều nha anh em. Anh em thích trên con M65 có rất là nhiều loại vải, vải xanh nhiều và nâu nhiều hoặc là đen nhiều. Con này là nâu nhiều nha. Mỗi người mỗi sở thích, con này là nâu nhiều. Cái con áo này thì cái cổ tay nó bị dơ một chút rồi này. Đây là vết dơ nhé. Còn đây cũng là vết dơ này. Đấy. Đây là vết gấp này. Sau lưng anh em nhìn màu nâu không? Nhìn có vẻ giống cu đất ha. Anh em mà đi bắn đi bẫy cu đất là mua con này này. Nó giống màu đất cho nên là gọi là ngụy trang được ấy. Chất vải mềm mà lì nha anh em, 650 mã 51. Cu đất nó không phân biệt được đâu là người đâu là đất đâu. Rồi, em cảm ơn tất cả anh chị em à. Con này là cũng 95% cho nó lẻ đi. Ai muốn sao sao. Anh em chốt thì chốt mã giùm em. Em xin cảm ơn tất cả anh chị em, chúc anh chị em ngủ ngon nha. Đây là like cuối cùng, nếu như like này thành công được của đêm ngày 19 thì nó sẽ lên và like luôn, còn không là em nhảy qua ngày 20 ấy. Vì bây giờ muốn làm ăn mà mạng nó không cho không chịu à. Nhiều khi em muốn cho nó lên mà nó không lên mà nó xuống thì em chịu thua. Rồi em xin phép chào nhé.